Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 5 tuần 28, trang 62. Ôn tập giữa học kỳ 2. Tiết 5. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già em biết Rồi đây các em có thể tả ngoại hình của một cụ già, cụ thể là cụ già đó có thể là là ông em, bà em hay là ông bà bên nhà hàng xóm. Và các em lưu ý khi viết các em có thể nêu là cụ già năm nay là bao nhiêu tuổi. Mái tóc dáng người như thế nào? Mái tóc bạc phơ người cao giống hay là lưng còng nàn da của cụ ra sao rồi đôi mắt cụ thì năm nay có nhìn rõ không và các em có thể tả thêm một số hoạt động của cụ như khi cụ cười thì như thế nào hoặc là cụ đi lại kể chuyện ra sao thì cụ thể trong bài này mà các em tham khảo hai đoạn văn sau đó các em làm bài đoạn văn thứ nhất Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, rong ròng cao. Ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao, nhưng ông lấy làm hãnh diện vì hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm tắp, chưa rụng cái nào. Bởi vậy, ông Tám sức mía, nhai xương khỏe khoắn như người đang tuổi đôi mươi. Duy có đôi mắt ông hơi yếu, Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc xem tivi. Những lúc ấy, đôi mắt ông chăm chú một cách tỉ mỉ. Và như vậy trong đoạn văn này thì chúng ta đã miêu tả được ông Tám. Thứ nhất là tuổi của ông Tám là ngoài 60 tuổi. dáng người ông thì là ốm yếu, rau rỏng cao. Rồi ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Duy tuổi đã cao nhưng ông có hàm răng rất là rất là tốt, hàm răng đều tăm tắp này, chưa rụng cái nào này. Ông sức mía, nhai xương rất là khỏe khoắn này, như người đang tuổi đôi mươi. Rồi duy có đôi mắt của ông là hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc là xem tivi. Rồi tiếp theo em có thể tham khảo đoạn văn thứ hai. Ông Tư năm nay đã già, mái tóc ông bạc trắng, thân hình ông gầy guộc, lưng còng xuống, trên mặt ông, ngoài những nếp nhăn do tuổi già, còn có những vết nám như những vết bụi của thời gian. Ông có tròm râu dài, bạc phơ như chùm râu ông bụt trong chuyện cổ tích. Đôi mắt ông nay không còn tinh anh nữa, mỗi lần muốn đọc báo, ông phải đeo kính, chỉ có nụ cười của ông là còn mãi với thời gian. Nụ cười tươi, sáng khoái, biểu lộ sự phúc hậu đáng quý. Và như vậy các em có thể tham khảo hai đoạn văn và dựa vào gợi ý để các em làm bài. Đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em một tốt.